Trẻ của chúng ta thì nối tiếp con đường ca hát của các lớp đi trước, lúc nào cũng muốn rằng mình sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình và cũng như là cố gắng được khán giả yêu mến bằng những giải thưởng, bằng những cuộc thi. Thì một gương mặt cũng đã giành được điều đó, giành được một vinh quang cho mình và được khán giả của chúng ta biết đến hơn nhiều hơn nữa trong thời gian vừa qua, đó là từ mùa thứ tư của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng chờ đón tiếng hát Á Quân Tuyệt Đỉnh Song Ca mùa thứ tư của đài truyền hình. Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho anh chàng rất đẹp trai, nam ca sĩ Jack Long, thưa quý vị. Và lời nói đầu tiên cho phép Jack Long gửi lời chào đến tất cả bà con của mình đang có mặt tại đình Giao Long Bến Tre ngày hôm nay ạ. Và bài hát đầu tiên thì Jack Long gửi đến cho tất cả bà con của mình một nhạc phẩm rất là hay của nhạc sĩ Minh Vi. Bài hát được mang tên Xa Quê. Xin mời tất cả bà con mình cùng thưởng thức ạ. Thank you.
trên sân khấu, Long nhìn xuống Long không có thấy đường gì hết trơn á. Dạ, một bài hát tiếp theo nữa Long xin gửi đến cho tất cả bà con mình, nhạc phẩm được mang tên Mời Em Về Thăm Quê Anh, một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Thùy Linh nè. Xin mời bà con mình cùng thưởng thức ạ. Tuyết Nhung.